Vâng, xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với Bica Hà Nội, Vương quốc Cẩm Cao. Và nếu như anh chị em nào đang quan tâm đến cho mình một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe khá là mới, gọi là siêu mới luôn, 2016 các bác nhé, biển tỉnh, tư nhân một chủ từ đầu. Đang đây các bác nhìn này, lốp này. Đấy, cái dàn lốp của nó thì rất là giá trị luôn các bác nhé. Đấy, khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố. Xe bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý chị các bạn hay không các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Chúng tôi sẽ quay chi tiết xe này thì lắp thêm khá nhiều phụ kiện, bao gồm có dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn simili cao cấp, rồi có ốp tay cửa chống xước cũng như là vè mưa. Đây các bác nhìn này. Đấy. Ốp tay cửa chống xước và vè mưa các bác nhé. Đây. Chúng tôi sẽ quay khá là chi tiết về keo chỉ cho các bác này. Đấy, keo chỉ cho các bác này. Khi mà đến với Bica Hà Nội, chúng tôi cam kết 100% keo chỉ nguyên bản, xe không bị tai nạn, ảnh hưởng kết cấu khung gầm chassis, xe không bị tháo cổ máy, không bị ngập nước. Giấy tờ an ninh an toàn là đảm bảo 100% dành cho quý chị các bạn nhé. Đấy, đảm bảo 100% dành cho quý chị các bạn. Đây. Bác nào đang quan tâm đến cho mình một cái mẫu xe máy dầu số sàn thì tôi khuyên các bác lên qua Bica Hà Nội, Vương quốc Cẩm Cao. Chúng tôi có rất nhiều những cái mẫu xe để có thể phục vụ quý chị các bạn. Xe đã được lắp thêm ghế da, trải sàn simili cao cấp đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, ghế da, trải sàn simili cao cấp được trang bị đầy đủ rồi. Các bác nhìn này. Đây. Trải sàn simili cao cấp. Đầu DVD. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe này thì hãy gọi điện trực tiếp nhé, số điện thoại 0965525989. Và nếu bác nào có nhu cầu sở hữu dòng xe này, em đang chào bán với mức giá là 745 triệu đồng. Giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được. Bác nào có nhu cầu sở hữu qua hình thức trả góp thì chỉ cần 366 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.